vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 9 tháng 9. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Nhiều hạng mục của chung cư Ngô Gia Tự ở quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xuống cấp trầm trọng, nhưng việc di dời và hỗ trợ bồi thường và tái định cư vẫn kéo dài đến nay do nhiều hộ dân chưa thống nhất mức bồi thường và hỗ trợ. Mới đây thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã có cuộc họp với quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 10. Qua cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao quận 10 khẩn trương rà soát, phối hợp với các đơn vị vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương của thành phố về việc xây dựng mới cụm chung cư Ngô Gia Tự. Hiện nay thì cư dân chung cư 50 năm ở thành phố Hồ Chí Minh này đang thấp thỏm chờ ngày di dời. Các dự án kỳ vọng giải cứu kẹt xe trễ hạn hoặc chưa biết khi nào mới triển khai khiến giao thông khu Nam ở thành phố Hồ Chí Minh càng thêm ngột ngạt. Trong đó, dự án được kỳ vọng giải cứu kẹt xe khu Nam là hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Công trình được khởi công vào tháng 6 năm 2020 với tổng vốn là 830 tỷ đồng ở giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên thì đến nay mới đạt hơn 40%, công trường ngổn ngang máy móc và vật liệu. Ngày 9 tháng 9, ông Vũ Hồng Thanh là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế xã hội. Tại tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoàn đề nghị đơn vị chức năng tăng tốc giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án. Đối với khu tái định cư Long Đức là khu tái định cư đầu tiên phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, qua khảo sát thực tế cho thấy khu tái định cư còn nhiều ngổn ngang, ông Thanh cũng đề nghị địa phương nên xin cơ chế tăng nhân lực để phục vụ hỗ trợ các dự án lớn, tăng tiến độ dự án. Thông tin ban đầu vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 9, xe khách dừng nằm chở hàng chục hành khách, chủ yếu từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa phận huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, xe bất ngờ đâm vào giải phân cách trên cao tốc, lao qua phần đường ngược lại, rồi tiếp tục tông vào lan can. Vụ tai nạn làm nhiều hành khách bị thương, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng, kính bị vỡ nhiều mảnh bay tung tóe trên mặt đường. Thưa vị các bạn, thì Báo Lao Động đã nhận được phản ánh của nhiều y bác sĩ và nhân viên thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về việc chưa được nhận lương tháng 8 và có nguy cơ chậm lương tháng 9. Việc trễ lương được xác định là do đơn vị này hiện không có nhân sự kế toán, trưởng để ký tên chứng từ. Bác sĩ Võ Duy Hải là trưởng khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết đã chia sẻ về vấn đề chậm tiền lương mà mình và các đồng nghiệp tại cơ quan đang gặp phải. Cái việc mà không có lương thì phải nói là gây rất khó khăn rất nhiều cho đời sống của các bộ công nhân viên chức. Bản thân tôi là một bác sĩ cũng làm nhiều năm, trên 10 năm ở cơ quan đơn vị này, nhưng mà đây là lần đầu tiên cái khủng hoảng không lương ở đơn vị, rất là buồn và rất là bức xúc. Bởi vì anh em phấn sống phần lớn chủ yếu là nhờ lương, đồng lương chân chính. Nói về luật lao động là đã vi phạm chế độ tiền lương đối với người lao động. Chúng tôi là những người lao động chân chính, hết sức bức xúc. Bây giờ rất hàng trăm con người lao động này không có tiền ăn hàng ngày, không có tiền cho con làm gì, thay dạy. Những tinh thần đâu còn làm việc phục vụ cho cộng đồng. Thông tin vừa rồi khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.